Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo. Một trong những tập tục đẹp của người dân Quảng Trị đó là tục chạp mã diễn ra vào dịp cuối năm âm lịch. Công việc chính của chạp mã là chỉnh trang lại những ngôi mộ của ông bà, tổ tiên, bày tỏ sự tri ân đối với những người đã khuất. Đây cũng là dịp con cháu làm ăn xa, tìm về nguồn cội, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, với người đã khuất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ngày xưa, khi hầu hết người dân Việt đều sống ở làng quê mình, phần lớn mồ mả thường chôn cất rải rác trên các mảnh đất, xen chữa ruộng đồng. Trước Tết Nguyên Đán hàng năm, nhà nhà thường phát quang và đắp lại các nấm mộ hoặc trên hết lăng mộ của người thân cho mới, như việc sửa sang ngôi nhà của mình để chuẩn bị đón năm mới. Ngày nay, do cuộc sống xã hội thay đổi, nhiều thế hệ đã phải rời xa làng mạc quê hương. Người ta đang nghĩ đến việc quy tập mộ mả thành những nghĩa trang của đại gia đình, chi phải trong họ mà con cháu hầu hết đều sinh sống phương xa. Những trường hợp như vậy không thể chạp mã riêng từng nhà vào dịp cuối năm âm lịch, vì ai nấy còn phải lo cuộc sống mưu sinh xa xứ và cũng không thể theo tục tảo mộ như thuở trước, mà cùng hẹn nhau một ngày nào đó thuận tiện cho mọi gia đình cùng có người đại diện về quê tảo mộ. Thưa quý vị và các bạn, không biết là từ bao giờ mà lễ nghi chạp mã đã đi vào cuộc sống, tâm hồn và trở thành một nét đẹp văn hóa hết sức ý nghĩa của người dân làng Mã Xã Chính. Hàng năm, cứ vào đầu tháng chạp, dù có bên trong công nghìn việc, dù ở đâu, làm ăn công tác xa trên mọi miền tổ quốc, thì con cháu làng Mã Xã Chính cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị khăn gói về quê, thắp nén nhang tưởng nhớ công ơn sinh thành của các ông bà tổ tiên. Chạp mã là truyền thống chung của dân tộc Việt Nam, trong đó có Quảng Trị. Tuy nhiên, ở mỗi làng quê có đặc trưng khác nhau và làng Mai Xã là một phần trong đó. Đã trở thành truyền thống hàng năm từ ngày mùng 2 đến mùng 10 tháng Chạp. Các họ tộc ở làng Mai Xã Chính, xã Châu Mai, huyện Châu Linh, tỉnh Quảng Trị lại tổ chức chạp mã. Theo quan niệm của người dân ở đây, khi năm mới đến, mọi thứ đều phải được sửa sang cho mới mẻ, kể cả với những người đã khuất. Vì vậy, bắt đầu từ tháng chạp, các gia đình chồng họ ở làng Mai Xã Chính đều cùng nhau sửa sang lại phần lăng mộ ông bà, tổ tiên. Đây trở thành nét đẹp truyền thống là ngày hội làng mỗi dịp chạp mã ở làng Mai. Dù con em xa xôi đi làm ăn xa xôi trong hoặc qua ngày nước không ước vòng về một lần để về dự ngày tâm linh về tổ tiên ông bà, sau đó đoàn tụ để thăm hỏi nhau sức khỏe, vì ngày Tết thì công việc đa đoan không thể gặp nhau được, nên cái ngày chạp mã này là một cái ngày hội đông nhất của làng. Ngày chạp mã của làng Mai Xã Chính được coi là ngày hội lớn của làng. Người dân làng Mai Xã Chính quan niệm lễ chạp mã có ba ý nghĩa lớn, đó là sửa sang mồ mả cho ông bà tổ tiên đón năm mới, giáo dục con cháu về nguồn gốc dòng họ, và cuối cùng là dịp để con cháu sum họp quây quần bên mâm cơm, chia sẻ chuyện làm ăn gia đình họ tộc trong một năm qua. Phong tục chạp mã ở làng Mai Xã Chính là có mốc những điều tốt đẹp, thể hiện mối quan hệ con người, thần linh, trời đất, trân trọng nhớ thương người đã khuất và mong sao cho họ có cuộc sống yên lành nơi chìm suối. Cũng từ đây, tục chạp mã họ, mã làng được duy trì từ đời này qua đời khác. Đây được xem là một mỹ tục trong đời sống văn hóa, mỗi độ Tết đến xuân về. Qua thăng trầm của lịch sử, làng Mai Xã còn giữ được những cái nét văn hóa đặc trưng của làng. Bên cạnh những đình, chùa, miếu mạc, nhà thờ họ, hàng năm đến ngày mùng 2 tháng chạp, làng tổ chức lễ tạo lăng các ngài khai khẩn. Theo phong tục của người dân Quảng Trị,
Tối trước ngày chạp mã, tại các nhà thờ họ, nhà thờ phái, con cháu trong dòng tộc tề tự đông đủ để chuẩn bị các lễ vật cùng các vị thần linh, các vị tiền bối trong dòng tộc. Vào ngày chạp mã, từ sáng sớm, con dân trong làng đã tỏa về các nơi có nhiều phần mộ của các ngài thủy tổ, cao tổ, các vị tiền bối của các dòng họ và phần mộ của bà con thân thiết nội tộc để xuôi mã sửa sang lại các phần mộ và thắp hương tưởng nhớ đến các bậc tiên linh, những người đã khuất. Công việc chạm mã họ mã làng rất được người dân Quảng Trị coi trọng. Đây chính là dịp để mọi người trong gia đình, dòng họ trong làng gần gũi nhau hơn, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn. Từ đây, lòng kính trọng sự biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người có công với dân, với nước cũng được nâng cao hơn. Cùng với việc chạm mã của từng gia đình, gia tộc, bà con còn tổ chức các buổi chạm mã cho những người đã mất do bom đạn, dịch bệnh, thiên tai mà không có họ hàng, người thân gần gũi chăm nom. Dòng họ gia đình chúng tôi hoặc là những người nào người khác cũng như vậy thôi, tập trung con cháu đến để làm phần tâm linh mồ màng của ông bà, thắp nhang thắp khói để mà mời ông bà về tại gia đường nhà thờ để mừng tuổi ông bà. Thì đó là cái phong tục mà coi như là cái đẹp nhất của người Việt Nam, để lo cho tổ các vị tiên linh đã qua đời. Thì con cháu ai cũng tập trung làm hết, tuy đang ở xa nhưng cũng đến về mà tập trung làm. Đi tức là ở ngoài Nghệ An với ông Nghệ An với tôi là người Nghệ An, nghe lời kể của ông nội dịp cuối năm thì họ chạp thì theo phong tục của làng, thì tôi như vậy đây nghe ông kể lại thì tôi về theo phong tục của làng thì để theo tiểu để biết họ hàng anh em. Hồi xưa nghe ông nói kể lại thì nguồn gốc ông là ở đây, thì về đây để gặp được các bác, các anh chị truyền thống của làng Mai Xá của tỉnh Quảng Trị mình. Ở Quảng Trị, lễ chạp mã được xem là ngày lễ quan trọng của các dòng tộc. Đến ngày quy định, con cháu, dâu rể ở xa đều tập trung về nhà thờ họ và sau đó tỏa về các phần lăng mộ để chạp mã. Những tộc họ có nhiều mồ mả thì trước ngày chỗ chạp sẽ tổ chức cho con cháu phát giòn trước, gọi là dạy mã bớt, để đến ngày chính thức kịp hoàn thành và làm lễ cúng tạ tổ tiên. Sau khi sửa sang mồ mả, con cháu sẽ thắp nén nhang lên mộ để tưởng nhớ công đức sinh thành của cha ông và mong được tổ tiên phù hộ cho thế hệ hôm nay và mai sau làm ăn khẩm khá, rạng rỡ công danh, tộc họ đoàn kết đùm bọc. Phong tục chạm mã đón xuân ở Quảng Trị được bảo tồn và phát huy đã trở thành một nét đẹp vốn thấm nhuần đạo lý cao đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Chạp mã không chỉ mang ý nghĩa xây dựng tinh thần đoàn kết keo sơn trong tộc họ, mà còn mang nét đẹp có ý nghĩa xã hội, đó là xây dựng địa phương ngày càng phát triển hạnh phúc. Tạo mộ bây giờ còn một số làng là người ta duy trì, nó đúng vào cái ngày đó. Thì ngày tạo mộ này là con cháu của làng là khắp nơi đều về đúng cái ngày đó để mà gặp vợ là làng, những người đang sống rồi biết ơn những cái vị tiền nhân đã sinh ra là con cháu các thế sau này. Chạp mã là nét đẹp của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời là dịp con cháu tụ họp để tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng tộc họ. Về mặt tín ngưỡng tâm linh thì việc nhớ tới người đã khuất còn là bổn phận của con cháu, phải lo cho ông bà mình tử tế để cho vong hồn ông bà mình được thảnh thơi, được đủ đầy, được vui vẻ, và từ đó ông bà phục hồi cho công việc, sức khỏe, làm ăn, học hành của con cháu. Việc tụ họp con cháu vào ngày chạp mã là việc quan trọng giúp cho các thế hệ trẻ biết nơi chốn mồ mả ông bà tổ tiên để sau này tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dòng tộc mình. Phong tục chạp mã có ý nghĩa để thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn của con cháu với ông bà tổ tiên. Với nhiều ý nghĩa quan trọng đó, phong tục chạp mã
đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân và trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của một vùng quê từ bao đời nay.